Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tiếp theo sẽ là một gương mặt vô cùng quen thuộc đã trở thành thần tượng của nhiều người yêu nhạc trẻ tuổi. Liệu anh sẽ mang đến bài hát hay nhất sáng tác nào đây? Xin chào tất cả mọi người, mình là Trịnh Thăng Bình. Nhắc đến Trịnh Thăng Bình thì chắc là tất cả các bạn trẻ yêu nhạc cũng có biết đến vài ca khúc của Bình, đặc biệt là ca khúc Người Ấy. Rõ ràng là từ ca khúc đấy nó đã đem đến cho Bình quá nhiều thứ. Cho nên là sau đó thì Thăng Bình quyết định là sẽ phải nghiêm túc hơn với công việc sáng tác của mình. Trước đây Thăng Bình chưa có một cái dự định mà cũng không có ý định là sẽ tham gia bất cứ một cái cuộc thi nào cả. Cho đến khi vô tình thì xem được một format chương trình của nước ngoài, đó là chương trình Sing My Song. Nói thật là đây là một chương trình mình rất là yêu thích. Câu chuyện của tất cả các bạn thí sinh cũng như những cái bài hát, nó làm cho mình một cái nguồn cảm hứng quá là to lớn cho cái việc sáng tác. Cho nên là khi mà biết được là chương trình Sing My Song có phiên bản Việt thì mình nghĩ tại sao một cái format chương trình mà mình đã rất yêu thích, mình đã rất thích từ lâu, và hôm nay mình cũng có cơ hội để được tham gia một chương trình như thế thì tại sao lại không? Cho nên là mình cho mình một cơ hội để mình tự tan chảy với những cái điều mà mình yêu thích. Tôi thực sự thú vị với lại cái đoạn đầu của bạn. Nhưng tôi cứ chờ ở đằng sau cái đoạn điệp khúc của bạn, nó vẫn còn cái gì đó mà nó không có thực sự giết tôi. Bạn chỉ cần một chút xíu nữa ở cái đoạn điệp khúc là bạn giết tất cả mọi người. Bạn có cái đoạn verse rất hay, cái vòng piano rất hay. Thật là tiếc cho cái đoạn B. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào bốn vị huấn luyện viên ạ. Em tên là Trịnh Thăng Bình.
Thật ra thì với một cái tiêu chí của những huấn luyện viên ngồi ở đây thì chúng tôi mỗi người đều có một cái khoảnh khắc và cũng đều có một cái không gian riêng ở trong tâm hồn của mình. Nhưng tôi nghĩ là bạn đã là một người tác giả và bạn có một cái lối đi của bạn. Và tôi nghĩ là có rất là đông các bạn trẻ thích bạn, có đúng không? Cũng tạm tạm ạ. À thế à, có thể là không huấn luyện viên nào gạt cần chọn bạn. Nhưng mà tôi nghĩ là với một cái phong cách âm nhạc như này, bạn vẫn có thể đủ tự tin để đi trong một cái đời sống âm nhạc mà rất là nhiều những cái phong cách âm nhạc khác nhau. Và tôi cũng chúc mừng bạn, bởi vì là rõ ràng là tôi nghe thì tôi biết ngay là bạn là người đã có một cái đường đi của riêng bạn và đã có khán giả riêng của bạn rồi. Chúc mừng bạn. Dạ vâng ạ, cảm ơn. Đúng là nghe vài câu thì biết là Trịnh Thăng Bình rồi. Và không chỉ thế mà tôi nghe cái cách Bình sáng tác là một cái gì đó rất là chuyên nghiệp. Chắc là tôi sẽ phải cáo lỗi với Bình vào một dịp khác anh em ta gặp nhau sau vậy. Ở đây thì tôi chỉ nói là rất đáng tiếc. Không sao anh à. Tôi phải nói thật như thế này, tôi thì rất là quen thuộc với Bình bởi vì là tôi có dịp làm việc với Bình ở hai cái lớp sáng tác ca khúc và hòa âm, đúng không Bình nhỉ? Dạ đúng rồi. Bình đã khai triển ở cái đoạn A rất tốt, khi mà khai triển từ cái ý là đấy, tất cả những cái này và đấy. Đó là cái điểm cộng cho bạn. Nhưng lại tiếc một điều là bạn thiếu mất cái điểm mà để tôi gọi là cái điểm để bán đĩa được đó. Nó nằm ở đoạn B chứ không phải đoạn A Bình ạ. À. Tức là chỉ một câu thôi, hạ gục người ta ngay cái câu đoạn B. Đừng đưa cái gì để bán ra ở đoạn B. Ví dụ như là bạn bán dầu cù là, cái bạn ra bạn nói xin mời anh mua dầu cù là thôi người ta không mua. Bạn vào bạn nói chứ anh ơi, anh hôm nay em có cái câu chuyện này định kể với anh. Câu chuyện là như thế này này, bạn dẫn một phát, bạn đưa cái sản phẩm đó ra đúng một cái lúc bạn giết, hạ gục người ta. Như vậy thì nó phải đâu đó ở khoảng cái phút thứ hai hẳn bắt đầu cái câu hay. Cái câu hay của bạn nằm ngay đầu mất rồi. Tôi nghĩ rằng là Bình đã từng có rất nhiều ca khúc hay và có nhiều ca khúc xứng đáng để có mặt ở buổi hôm nay hơn. Tôi nghĩ rằng là bạn thử thách mình và bạn chọn một ca khúc mà nó chua hơn một chút, gay hơn một chút. Đó là lý do mà bạn đã không có chiếm được cái gạt cần gạt của mọi người. Rất là tiếc. Dạ không sao ạ, à, tại vì thực sự là đến với cái sân chơi này thì em khác đi nhiều. Có nghĩa là em muốn mình có nhiều cái trải nghiệm hơn. Tại vì thật sự là trước giờ cũng chưa có dịp để mà được đứng trên sân khấu hát với tư cách là thí sinh mình đi thi. Cho nên em nghĩ cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị, rất là tốt với em. Hôm nay đứng trên đây hát được ca khúc này thì em nghĩ là cũng rất là ổn rồi. Và em cũng cảm ơn tất cả các anh chị đã cho những cái lời góp ý và những cái lời động viên rất là chân thành. Em cảm ơn nhiều. Tôi nghĩ rằng là nên cảm ơn sự có mặt của Bình ở ngày hôm nay và chúc Bình sẽ luôn luôn thành công như từ trước đến giờ. Xin cảm ơn Bình. Dạ vâng, em cảm ơn tất cả anh chị ạ. Rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt với Trịnh Thăng Bình tại Sing My Song mùa đầu tiên. Tuy nhiên những gì anh mang đến cho chương trình chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.